thể nào là lạ vì nó lạ. Ok, vậy thôi. Yo! Các bạn cũng đừng quên, video chỉ mang tính chất giải trí, tạo sự vui vẻ và giúp mọi người được xả stress sau những ngày làm việc và học tập mệt mỏi. Nhớ là đừng làm theo nha. Tôi biết rồi, tôi nghỉ chơi luôn đó. Sân sân ngày sinh ra. Khí tết rồi mấy má ơi. Đây má ơi. Really nigga. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chơi Rainbow Fan Chapter 1, 2, 3. Chapter 2 mấy má ơi đó. Vừa mới vô cái Chapter 2 này tôi đã thấy nó có vấn đề rồi. Vấn đề đầu tiên đó chính là đồ họa rất là sang. Sang gì? Sang chấn tâm lý. Ừ đúng rồi đó má ơi. Trời ơi là trời. Bà nào mà bà giới thiệu tôi. Chị ơi chơi map này đi, bao vui bao đẹp bao xịn bao sang. Sang ghê, sang chấn tâm lý, đẹp ghê, đẹp người đẹp nết luôn má ơi. Rồi thôi nói chung đi vô. Ui cái này là mình lên được xe luôn à. Ồ. Nhưng mà bạn này bà mấy bảo tôi là chị hãy chơi con game Rainbow Fan này đi. Tại vì đây là Rainbow Fan Chapter 2 phiên bản siêu đặc biệt. Chưa bao giờ ra mắt mà có ra mắt thì không ai dám chơi á. Ừ có mình em dám chơi với chị dám chơi luôn em ơi. Hồi thôi đợi vô luôn nè má ơi mệt quá. Xe tới rồi, xe tới rồi. Ui ê này cũng giống Chapter 2 nè mấy má ơi. Ừ cũng giống nha. Rồi trời ơi mới vô cảm rét luôn. Ui đã chờ đợi bạn. Em tao biết mình chờ tao đời đào rồi. Nhưng mà cái này hơi kỳ vậy. Ủa con nhỏ là đang đi trong đây vậy. Ủa alo. Gì kỳ vậy. Con thằng nào đẩy tao vậy. Ủa quỷ nào đẩy tôi vậy trời ơi là trời. Thôi bỏ qua giùm luôn đi cho nó nhanh luôn nè mấy má ơi. Khổ ghê luôn. Ê có đèn pin luôn nè. Ê nhìn nó cũng xịn. Cũng xịn đó. Xịn xịn. Ui đã chửi vô gặp con blue luôn em. Nhưng mà con blue này vàng khè như cái màu gì đó má ơi. Thiệt luôn á. Nó vàng khè luôn mọi người. Rồi xong ai đó ngẫm rồi. À bây giờ là đi tìm cái cầu chì hả. À nhưng mà bây giờ con quỷ. Con quỷ blue màu vàng đứng đó mà sao tao đi qua. Ê má ơi đi qua đây được luôn nè anh em ơi. À bơi được bơi được bơi được. Lẹ lên lẹ lên. Trời ơi nó xuống cầu luôn. Cái gì mà nó ảo ma rồi. Một cái cầu chì. Ok ok. Run. Có đèn pin luôn. Cái này không cần trốn trong hộp luôn các bạn. À thôi bật đèn pin chi nữa. Trời sáng rồi. Chú cụi chị Hằng soi sáng đèn cho trái tim chúng ta rồi. Cái này có khi mình bật cho nó đẹp vậy luôn á anh em ơi. Chính cái cầu chì. Ok. Nói chung vì Rainbow Fan Chapter 2 này thực ra là bạn nó mới gửi tôi là tôi đã thấy nó có vấn đề rồi. Chứ nó rất là bình. Nhưng mà là bình bông, bình hạnh, bình dương, bình đâu, bình đó. Chứ cái này không có bình thường luôn nha. Ôi trời ơi. Cái này là bật lên rồi hả. Oh my god. Bây giờ là đang còn vài cầu chì. Ok một cái cầu chì đây nữa. Cái con quỷ blue đó nhìn nói chung là cái map nó cũng khá ổn. Nói chung thì nó không ổn ơi. Đang dối lòng với bạn nữa. Thôi kệ đi không sao cả. Có chơi thì có chịu. Đó lỡ chơi nghe lời fan rồi. Nên là thôi mình quyết định mình chơi. Ui cái tủ này trốn được không má. Ê trốn được nha. Nhìn nó cũng ok phết. Cái trò chơi này chơi được không ta. Rồi xong luôn này không chơi được để chân luôn rồi. Trời ơi quỷ thần ông nội ơi. Rồi bật thêm cái nữa. Ôi mới 15 cái luôn hả. What the hell. Trời ơi okay, bên đây có một cái nè. Bên đây có một cái nè. 16 cái. Bây giờ còn bao nhiêu người chơi. Trời quá ơi còn đúng 3 người. Rồi còn lại tao bay bắt tao chơi mình nữa. Trời tao mệt ghê luôn á. Quải trưởng kìa. Ngày xin không cho vô. Rồi sao tao đi đi ra. Rồi tao thấy con quỷ đó rồi. Tao thấy con quỷ đó rồi. Tao xách quần tao chạy lẹ trước nha. Okay. Có một cái này chưa bật. 7 cái rồi 17 cái rồi. Anh em ơi 3 cái còn lại nằm đâu vậy. Where are you my friend. Where are you cầu chì. Rồi bạn ơi đúng rồi. Nó đứng đó rồi làm sao mà chơi đây. Run no. Ê rồi nó bị kẹt đó luôn má ơi. Ừ nó bị kẹt đó luôn rồi má ơi. Cái giật mình. Trời ơi là trời. What the hell. Xong rồi tôi ngẫm luôn rồi má ơi. Thôi bây giờ mình dùng đô la hằng trưởng đi hát. Ừ xin lỗi mọi người mình sẽ dùng đô la hằng trưởng để có thể mà tiếp tục tụt vui. Ê má ơi dùng đô la hằng trưởng xong quay lại còn có mình tao luôn trời. Trời ơi biết chị hôm nãy không dùng đô la hằng trưởng trở lại từ đầu để chơi cho nó đông đông đỡ buồn miếng. Xong cuối cùng giờ chơi mình ngu luôn. Ngu luôn chị cô Bỉ ơi. Thôi rồi giờ thôi cố gắng ơi đi tìm lại. Trời ơi tôi vừa mới nói đi tìm tao gặp nó luôn rồi. Báo quá trời báo luôn á trời ơi. Tốn 19 cô bớ. Ôi trong đây là nó hiện lên cho mình luôn nè em ơi. Rồi còn hai trụ nữa ơi. Hai cầu trụ cầu chì nữa ơi. Ok một em bên đây xuống. Cái con quỷ blue kia nó có đây không. Ok ok đủ rồi yeah. Ok yeah hoàn anh rồi anh. Ôi soi sáng con tim công viên nó quay trở lại rồi. Tuyệt trời ông mặt trời giờ còn đúng mình tao luôn má ơi. Hiểu thì cái chứ cái gì có cái thẻ nằm rải rác xung quanh hải hu hập chúng hả. Giờ là mình phải đi hu hập thẻ hả ta. Họ thậm chí không nhận thấy màu. Màu gì? Mới thôi màu cam. Mày vừa mới nói mà không nhận thấy màu. Sao mày nói màu cam rồi. Chết tôi rồi mấy ní ơi. Có hai đứa. Có hai con quái mà không cho cái gì núp vì sao chơi. Sao cả. Chơi mình cũng vui mà. Thấy cũng có mấy bạn fan đang bầu bẻ. Đậu xanh tôi vừa mới thấy con nào đang vui lùi như con vậy. Ủa trời ơi. Ê tính ra nó bảo con màu cam.
đen mà sao con quỷ đi ra màu đen hùi lùi vậy má. Ngọn này màu cam. Màu cam dữ chưa? Là màu cam dữ chưa? Trời ơi là trời. Bảy hào, bảy xu hào. Anh em mình là một gia đình, một gia đình là chơi hết mình, chơi hết mình. Ủa con quỷ màu cam nó đi đúng, nó đi đúng một đường bên kia à. Hay là thôi, mình cứ kia bên đây mình lấy xu đi. 11 xu rồi. Ui giời, nó tới rồi kìa mấy má ơi. Báo tới, báo tới, báo hủ tới rồi kìa. Quay 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 quay. Xin làm nè, nó đi quay quay. Bạn đi du khách giùm tao cái đi trời ơi. Đúng rồi, đi du khách giùm tao cái đi. Con kia đi rồi tới con này quay qua nó chứ ác thiệt luôn á. Rồi tao vừa mới đi ra rồi đứa nào phát hiện tao nữa rồi. Trời con quỷ đen hùi lùi nữa tao. Mày đi ra. Mày đứng mày giơ nách cho tao làm gì? Hay xà. Đậu xanh nó cứ đi qua đi lại hoài. Ông nội tôi cũng dám đi ra nữa mấy ní ơi. Đi đi đi. Ôi dồi ôi, qua đây tôi thấy con bà lưu tùy ơi là tùy. Đậu xanh da muốn nhà tôi nó hè đúng rồi chơi mình nó căng quá anh em ơi. Ê, tao vừa mới ra luôn, tao vừa mới ra luôn tại. Bảy xu nữa thôi. Tóc biến chạy lẹ lên con bỉ ơi, tóc biến. Ây da, chị bà. Ây da, nhảy xung quanh đây, đi đâu vậy? Nhảy xung quanh đây. Đúng rồi, em có làm gì cái đám này đâu vậy xung quanh đây. Đi du khách giùm em gái vậy xung quanh đây. Ây da, trời ơi là trời, cổ quẹt đó chứ. Ấy mà tôi gọi anh em ơi. Đừng qua đây nha, tao không có đây. Đúng rồi, đúng rồi. Biến đi. Tóc biến giùm tao cái đi. Qua tao lấy đồng xu kế bên đây cái. Ồ, ra mình có thể zoom lên. Mình có thể thấy rất là nhiều luôn. Ui ui. Và tôi thấy con blue rồi. Đây 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 đây. Xanh nhà nó thấy mình cũng hay luôn. Trời ơi là trời thiệt. 17 xu rồi, 3 xu nữa. 1 xu cuối cùng. Ui đậu xanh nó nhận ra mình luôn rồi. Trời ơi là trời. Cho tao vô, cho tao vô. Trời ơi đi chỗ khác giùm tao cái. Tao lấy 1 xu cuối cùng vô. Tao on game luôn cái. Đi ra. Ui thằng thẳng đi rồi ơi. Đậu xanh nó vẫn đi lại đây luôn hả trời. Báo vừa phải thôi. Báo ơi báo vừa phải hả trời ơi. Đi ra. Đúng rồi. Đi thẳng đi. Đúng rồi. Phải như vậy. Thế 1 xu cuối vàng và đen không? Ê cứ mình túi đây luôn á anh em ơi. Hãy tạo một cái bẫy hả? Hãy đào một cái hố trên mặt đất để chúng rơi xuống. À có bên em ở đây đạo diễn ơi. À, anh sắp xếp người cho em như nào cũng như đạo diễn. Ôi bây giờ còn phải đi tìm sẻng nữa chứ trời ơi là trời. Ok. Một cái sẻng. Đi không biết là tụi nó có đây không? Ôi giời ơi, mình vẫn thấy nó kìa anh em ơi. Đắp cái tay. Bắt tay cái tay. Tìm lấy cái tay. Đợi kịp cái quần chó anh em, chụp chó anh em. Hai con thằng lằn con đua nhau căng nhau đứt đuôi. Thằng tên con này. Cha thằng lằn bùng heo gọi dung đến đây mắng tròn. Hai con thằng lằn con đuôi to mà đuôi tèo. Thằng đậu xanh nó qua hai đứa luôn thôi. Thì thôi tầm này không chọc chó nữa má ơi. Trọng phát là lên hỉnh kinh gặp ông bà luôn á. Thế đi. Trời ơi, ba mày bắt được tao hả? Làm sao mày bắt được tao trong khi tao là hủ lĩnh hẻ bài? Sao cho mày lại nói mày là hủ lĩnh hẻ bài nhỉ? Thôi kể đi. Đi kệ vậy? Ui giời ơi. Đi gan bước cái gặp đứa. Kiểu này nhiều người theo đuổi quá mấy má ơi. Thiệt luôn á, quá là nhiều người theo đuổi luôn trời ơi. Đang chạy đua với thời gian anh em ơi. Ồ mai chuối là hai đứa luôn. Hãy mời gọi đẹp vô. Ồ mai chuối. Đừng nắm tay em anh ơi, em chưa có ghệ. Đừng nắm tay em cho em ế đi. Em quen anh cho em xỉu 3 ngày 7 kiếp luôn quá. Nếu mấy má không biết thì tôi vừa ngẫm và bây giờ tôi đang chơi lại. Và tôi cảm thấy rất là vui vì điều này. Tại vì tôi sẽ có người bạn bè cùng chơi. Lúc nãy để tôi kể cho anh em nghe một câu. Ê cho tôi vô cái nha. Để cho anh em nghe một. Ê đi ra cái tôi kể chuyện cho fan tôi nghe cái mày ơi. Tôi kể cho đi. Câu chuyện đó như là lúc nãy đang quay clip giữa chừng tôi buồn đi tè. Tôi mất đi vệ sinh quá. Thế là tôi đã quyết định ngồi trong nhà vệ sinh suốt 30 phút đồng hồ. Và thế là game đã. Thế nào game lại bảo tôi là treo máy. Nhưng mà thật ra cũng đúng mà thôi kệ đi. Rồi thôi bây giờ có bạn cũng chơi rồi. Ê, sao còn có ba đứa. Ê tụi bay đừng ngẫm tụi bay ơi. Đừng ngẫm nha tôi chơi mình tôi buồn lắm tụi bay ơi. Trời ơi là trời. Thôi tao chạy. Chơi mình buồn lắm đừng ngẫm tụi bay ơi. Tìm phụ giùm cái đi. Oh my god. Cây cuối cùng đây rồi. Yeah. Ôi rồi. Sao hai con quỷ nằm dưới đây luôn rồi má. Ủa alo. Chúng ta hãy chạy trốn rồi. Quay trở lại trường học đúng vậy. Quay về trường học giùm cái đi mấy má ơi. Ai đó đã đổ xăng xe buýt. What the hell. Phải có một số bình xăng ở đây. Rồi xong. Tao biết chuyện gì tới thì tới mà. Chuyện gì tới cũng sẽ tới mà. Rồi thu hoạch bình xăng cái gì. Ôi hiểu rồi má. Ủa hai quỷ nó mất tiêu rồi. Đào cái lỗ có chút ép rồi nó đi ra. Chị không lẽ đi không được. Trời ơi là trời. Trời ơi đào lỗ đúng chút ép luôn má ơi. Rồi giờ đào lỗ quỷ là ngu té xuống cái là hờ
thiệt hồi lắm nha má. Rồi giờ đi tìm bình xăng nè mấy đi ơi. Ê còn đúng hai đứa luôn. Ê mày đừng ngẫm gì mày ơi. Còn mình tao chơi buồn lắm thiệt luôn á. Mày đừng ngẫm giùm tao cái nhân quỷ. Đi 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 với tao, tao bảo kê cho. Hứa luôn, hứa bảo kê luôn. Đi chung đi, hứa bảo kê luôn. Yeah. Oh my god, lấy đủ bình xăng rồi. Về thôi. Ê về đúng hai đứa luôn. Bạn không hề hót rồi, mất kỳ tao không hề hót mày. Tao xong rồi, tao về thôi vô duyên. Trời ơi là trời. Đi học chục đứa về còn đúng hai đứa luôn. Ảo Magana Nobita Shika thiệt luôn rồi em ơi. Ủa đang đâu vậy? Cái đầu xanh mình chơi chơi chết tôi hai xong nó cho mình qua chết tôi ba luôn em ơi. Cái chết tôi ba này hổm tôi mới chơi rồi. Ui giời ơi. Trời ơi, chết tôi ba này hổm tôi mới chơi rồi. Phá đảo quá là dễ dàng luôn em ơi. Ok mọi người ơi. Chắc là video của mình sẽ được kết thúc tại đây. Nếu mà video hay thì like, subscribe cho kênh của tôi nha. Còn bây giờ đi. Video sẽ được kết thúc tại đây nha. Bye bye mọi người. Xong luôn chết tôi hai và chết tôi ba. Phi mừng lỗi rồi nha em ơi. Bye bye.